siêu sang thực sự thường loài tinh toán. Việc nhà bếp nung đâu đó chu toàn, dọn dẹp cho xong rồi còn phải lo chồng con. Những năm tháng thanh xuân chẳng còn son. Trong bao mắt thế giới ngoài kia em đây mạnh mẽ đến nhường nào, chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối, chẳng ai ngoài em nhận ra em rất mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng, vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương. Biết mấy mẹ sẽ là ô chở che cuộc đời các con sau này. Dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất bị thương, mẹ biết giữa em đây. Trời đất ơi, giờ còn chưa dậy nữa. Dạ Huy, dậy đi. Dậy đi chồng. Để con ngủ xíu nữa mà. Dậy, ăn sáng còn đi làm nữa. Dậy. Dậy, dậy đi mà. Dậy. Dậy đi còn đi làm nữa, ngủ nướng hoài. Mấy giờ? Sáng lắm rồi, trễ lắm rồi. Bữa nay anh đâu có đi làm đâu. Anh không đi làm thì anh phụ em lo cho con chứ. Con để tụi nó tự lo được mà. Cái gì? Em à, sẵn bữa nay buổi sáng này anh cảm thấy nó rất là lãng mạn luôn á. Anh làm gì vậy? Đó là cái gì? Thật sự anh muốn nói với em là anh thấy hai đứa con của mình đó, tụi nó cũng trưởng thành rồi. Anh muốn Huy à, anh dậy chưa? Anh cái dậy tiềm rồi. Thức anh dậy chưa? Anh dậy rồi. Anh nghĩ sao hai đứa con mình nó mới có chút xíu vậy mà nó trưởng thành? Trưởng thành đường nào? Tụi nó biết đi là anh đã thấy tụi nó trưởng thành rồi. Trời đất, anh thấy tụi nó cũng lớn, cũng biết tự lo cho bản thân. Tụi nó có thể trông được em bé luôn á. Cái gì? Con mình tụi nó còn nhỏ xíu à? Tụi nó mới bé lớn mà có thể trông được em bé? Bộ anh tính tạo công ăn chuyện làm cho nó bằng cách đưa nó đi làm giúp em hả? Trời ơi, em, anh đâu có tàn nhẫn với con mình vậy đâu. Việc gì phải đi canh con người ta. Chứ giờ sao? Ý anh là sao? Anh tính bữa nay á, anh cũng không đi làm. Anh với em chờ tụi nó thêm đứa em nữa. Điên hả? Thật ra nãy giờ là em hiểu hết á. Em hiểu tất cả những gì anh nói. Em giả bộ vậy thôi. Em giả bộ ngu ngu ngơ ngơ như không biết gì, để cho anh nói thẳng vô vấn đề. Mà anh cứ dòng vô hoài. Anh thích cái kiểu của em lắm luôn á vợ. Vậy hả? Anh thích cái kiểu mà em giả khờ, giả ngây thơ á. Anh như một con cáo già. Ôi em thích cái kiểu này. Trời ơi. Dạ. Con chờ đợi gì nữa em? Gì vậy? Anh bị điên hả? Điên gì? Anh có biết là em mệt mỏi lắm không? Anh có biết là trong cuộc sống này bao nhiêu thứ em phải lo không hả? Tại sao anh không lo phụ em? Mà tối ngày anh cứ muốn tạo công ăn chuyện làm cho em hoài vậy hả? Ủa là sao? Thì giờ anh thêm đứa... Em nói cho anh nghe. Cuộc sống của em, em phải thức dậy sớm hơn bao tất cả những người phụ nữ trên thế giới này, để em chuẩn bị một ngày thật tuyệt vời cho hai đứa con của em. Mỗi sáng em thức dậy, em phải kêu tụi nó dậy. Tụi nó dậy xong, em phải tắm rửa thay đồ cho tụi nó. Xong em lo cho tụi nó một bữa sáng thật là ngon, thật là bổ dưỡng, để tụi nó có thể ăn vào, tụi nó có một ngày thật là năng động. Sau đó em chở tụi nó tới trường. Tụi nó vô học rồi, em lại tới công ty em làm. Em làm việc vất vả một ngày trời. Chiều về, em phải thật sớm chạy đến trường
để rước tụi nó. Em rước tụi nó về, xong rồi em lại tắm rửa cho tụi nó, rồi em lại chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn đầy chất dinh dưỡng để cho tụi nó có một bữa ăn thật ngon, bù lại những cái sức lực tụi nó hao hụt một ngày trời. Sau đó em lại cho tụi nó học bài, em dạy tụi nó từng chữ từng chữ từng chữ một. Khi mà cô giáo dạy ở trường em cảm thấy chưa đủ, về nhà phải dạy lại tụi nó. Dạy xong rồi em lại ru hời cho tụi nó vào giấc ngủ. Ôi, một giấc ngủ ngon để tụi nó có đủ sức, tụi nó khỏe mạnh, tụi nó bắt đầu một ngày mới nữa. Rồi sau đó em mới chìm vào giấc ngủ say. Em mệt mỏi lắm, cuộc sống của em vất vả từng ngày từng ngày. Em lo cho chồng, em lo cho con của em. Em không có đồng hồ, nhưng mà em biết giờ này vẫn còn sớm lắm, cho nên anh muốn làm gì em vẫn chịu. Ủa, Gia Huy, Gia Huy, rồi xuống nè. Mẹ cho tiền hai đứa nè. Đi học, đi học phải ngoan nghe chưa. Nghe lời cô giáo. Mẹ cho tiền này là mua sữa với mua bánh ăn, chứ không mua đồ chơi nghe chưa. Rồi đi vô trường đi. Giỏi. Gia Minh, em nói cho cô biết tại sao em không chịu tập viết. Dạ thưa cô, tại hôm qua em bị bệnh nên em không viết được ạ. Có phải là em bệnh không? Lát nữa cô sẽ điện thoại hỏi mẹ em đó nha. Thôi thôi cô, lần sau em hứa là em sẽ viết bài đầy đủ. Lần sau á mà em còn không chịu tập viết nữa là cô sẽ gọi điện thoại cho mẹ em đó. Dạ. Em về chỗ đi. Rồi, cái này của con nè. Ừ. Chú ơi, thả kẹo bao nhiêu ngàn à? Cô mua gọi kẹo nào? Kẹo này hả? À, kẹo này 10 ngàn con. Con có mua không? Alo. Ừ, giao đúng hẹn kỳ trước. Giao bay tầm 3 không à. Ờ, à, ờ, à, rồi rồi, nhớ nha. Rồi rồi rồi, rồi, ok ok, rồi rồi rồi. Dạ, em mẹ của Gia Khang nè cô. Hả? Gia Khang dám ăn cắp bánh kẹo của chú bán căng tin không? Ở trường hả? Dạ được rồi. Em sẽ giải quyết chuyện này. Dạ, em cảm ơn cô. Dạ. Dạ em xin lỗi cô nha. Dạ. Gia Khang. Dạ. Gia Khang, ra đây mẹ biểu. Tại sao con dám ăn cắp bánh kẹo của chú bán căng tin hả? Dạ đâu có. Con còn chối mẹ nữa hả? Cô giáo mới gọi nói với mẹ nè. Bây giờ mẹ phải phạt con. Con đi về phòng úp mặt vô tường. Khi nào mẹ cho ra mới ra, nghe chưa? Đi nhanh lên. Là em gọi điện thoại mấy mẹ phải không? Em không có. Chứ sao mày biết? Làm sao anh hay biết? Hôm nay anh sẽ mấy chuyện ở trường cho em biết đây. Làm sao anh hay biết được chuyện đó? Bạn lớp trường đã nói cho em biết hết rồi. Ba ơi, hôm qua em có ai bắt từ đêm, em không chịu làm bài. Sáng hôm nay con nhận ra, nói với, dối với cô là bị bệnh, không chịu làm bài. Cái gì? Gia Minh, bước qua đây. Thôi từ từ em, có gì từ từ nói em. Qua đây. Con có biết như vậy, con là một đứa con nít hư không? Hả? Kể từ đây về sau mẹ không cho chơi iPad nữa, nghe chưa? Không được đụng tới cái iPad nữa. Phải ráng lo học bài, nghe chưa? Được rồi. Anh dạy tụi nó đi. Em lên trển em cất hết iPad điện thoại, không đụng vào bất cứ thứ gì nữa hết. Đừng cất iPad điện thoại của anh nha.
Hai đứa con sao vậy? Hả? Con là anh lớn, con không biết làm gương cho em nhỏ. Con đi vô căng tin, con ăn cắp bánh kẹo. Cái chuyện này ba biết rồi, mà ba chưa la con thôi. Tại sao con làm như vậy? Hả? Con có biết con làm như vậy là xấu, là sai không? Chú bán căng tin một ngày bán được bao nhiêu tiền lời? Ừ? Mà con đi ăn cắp bánh kẹo. Ba mẹ có để con thiếu thốn cái gì không? Ừ? Ba mẹ làm lụng vất vả để cho tụi con bằng bạn bằng bè. Tại sao con vậy? Con nói đi. Con biết lỗi của con chưa? Biết lỗi của con chưa? Dạ chào anh. Dạ. À, dạ em là mẹ của Gia Khang. Dạ ngày hôm nay em đến đây á, là để xin lỗi anh vì cái chuyện của Gia Khang hôm bữa. Với lại cũng cho bé đến đây để xin lỗi anh đàng hoàng. À, xin lỗi chú đi con. Con xin lỗi chú, lần sau con không làm gì nữa, con sẽ ngoan. Giỏi, con biết nhận lỗi, rồi biết xin lỗi, như vậy là ngoan lắm đó. Nhưng mà cố gắng lần sau, đừng làm vậy nữa nha. Dạ. À, thật ra thì hôm qua, giờ ra về, bé nó đem trả lại rồi. Cái thằng bé này. Dạ, em xin lỗi anh nhiều nha. Con muốn buông xuôi đời lo cho chính ta. Ngày ngày xa phố mua sắm là cả. Tụ tập quan sát trò chuyện với cô bạn thân. Chẳng còn muộn phiền, chẳng còn lo toan sớm khuya. Trong tôi mất thế giới ngoài kia em đây mạnh mẽ đến nhường nào. Chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối. Chẳng ai ngoài em nhìn xa em rất mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng. Vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy. Mẹ sẽ lỗ chở che cuộc đời khắc khăn sau này. Dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất vì thương. Mẹ biết giữa em đời.